quý vị khán giả còn nhớ vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông mới xảy ra gần đây thôi. Vụ cháy đã khiến cho 13 người thiệt mạng, cho thấy những thiệt hại khôn lường từ giặc lửa. Vâng, quả thật đây là một sự việc rất là đau lòng. Và ngay sau đó thì các cơ quan chức năng có thẩm quyền cũng đã có những việc làm rất là thiết thực để chấn chỉnh tình trạng phòng cháy chữa cháy tại các quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như là các địa phương khác trên cả nước. Vâng, và trong những cái ngày mà thời tiết hanh khô như thế này thì nguy cơ cháy nổ được cảnh báo là rất cao. Và cảnh báo về cháy nổ không chỉ dành cho các quán karaoke, các tòa nhà cao tầng, các khu chung cư thôi. Thưa quý vị, sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên cho thấy tình trạng hiểm nguy có thể rình rập bất cứ lúc nào tại những khu nhà trọ dành cho những người lao động nghèo nằm ngay tại thủ đô Hà Nội. Khu nhà trọ ngay sát chợ đầu mối Long Biên. Những người dân lao động tự do, mỗi người mỗi nghề, thu nhập không ổn định. Điều kiện sống chật hẹp, rẻ tiền. Họ đang phải đối diện với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Với những hộ dân và những cái nhà trọ tạm như thế này, với nguy cơ cháy nổ thì chúng tôi cũng rất là có cái sự chăn trở và cũng rất sợ cái nguy cơ bùng cháy bất cứ lúc nào, bởi vì cái hỏa hoạn này không nói trước được điều gì. Các chú nhắc nhở thì chấp hành, còn bình thường nghĩ nó chẳng xảy ra mấy khi. Với giá thuê từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng một phòng, được gọi là nhà nhưng thực chất chỉ là những tấm tôn ghép vào nhau được đỡ bởi các thanh gỗ xà, mà tuổi thọ của chúng thì không ai đoán được. Với thời tiết hanh khô như hiện nay, đây là những chất dễ bắt cháy, và nếu hỏa hoạn có xảy ra thì hậu quả thật khôn lường. Đặc thù của những cái hộ kinh doanh này chủ yếu là dạng nhà ống, và người ta tận dụng toàn bộ những cái diện tích còn dư thừa để tiếp đón những người lao động bị cư. Nếu mà không may xảy ra hỏa hoạn ở những khu nhà ống này thì cũng tiềm ẩn những nguy cơ thiệt hại rất là lớn. Sống tại những nơi không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy, tính mạng luôn treo lơ lửng. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, những người lao động nghèo vẫn phải bất chấp hiểm họa bám trụ ở thành phố. Từ thực tế này cho thấy, các chủ nhà trọ cần phải nghiêm túc nhìn nhận và phải bảo đảm điều kiện cơ bản cho người thuê nhà. Đồng thời, ngành chức năng cần sớm thống nhất đưa ra các quy định, quy chuẩn về xây dựng và cấp phép cho thuê nhà, cũng như giám sát nghiêm ngặt để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra. Đây là có các cái khu vực như là kho tàng, bến bãi, rồi là cái khu vực như kể cả như chợ Long Biên, thì đối với công tác phòng cháy chữa cháy thì cũng đã yêu cầu các hộ kinh doanh cũng như là các cái khu vực dễ có thể cháy xảy ra, nhà hàng cũng như là cửa hàng cũng như là các khu nhà trọ đều có phải ký cam kết cái việc mà dễ tức là gây ra cái việc cháy nổ, vì do ý thức của bà con cũng chưa có cái hiểu biết về công tác phòng chống cháy nổ. Trong lúc chờ đợi các cơ quan chức năng đưa ra giải pháp, thì chính những người dân đang sống tại những xóm trọ này cần nâng cao hiểu biết về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để tự cứu mình nếu có cháy nổ xảy ra.